Chị hai, chị đừng có khóc nữa chị. Thấy chị khóc, em cũng khóc theo nè. Nên gì Hồng chị? Kim, Hồng Kim ơi, chị khổ quá. Chắc chị không ở đây được đâu. Chị hai, vì má và cô ba không có thương chị. Nhưng mà còn có anh hai, còn em nữa. Anh hai, anh rất thương chị. Mà em cũng vậy nữa. Chị hai, chị hãy hứa với em một lời, cho em vui vẻ. Hồng Kim, là đừng bao giờ buồn giận mẹ, rồi nghĩ đến chuyện xa nơi đây về với gia đình. Chị ơi, không biết chị lỗi gì mà mẹ không thương và cô ba luôn nặng nhẹ. Hồng Kim ơi, chị nói chẳng nên lời. Dung, em sao vậy? Khóc nữa nè chứ sao. Hồi nãy đó má nói gì với anh chị nghe được, chị ra đây ngồi chị khóc nãy giờ đó. Dung, anh thành thật xin lỗi em. Đúng rồi đó, ráng xin lỗi đi, kẻo chị giận. Chị về bên nhà bển chị ở. Ở đây anh ngủ một mình cho coi. Nè, cứ nói chuyện thoải mái đi, em đi canh chừng má giùm cho. Dung, anh Dũng, liệu chúng ta còn được sống bên nhau nữa không? Em nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng thì mãi mãi sống bên nhau chứ. Em không muốn má dằn vặt anh vì sự có mặt của em ở trong nhà. Chính anh mới lo sợ em ở nhà một mình, mỗi khi anh theo tàu thì em sẽ khổ. Bây giờ biết làm sao hả anh? Hay là anh cho em về bên ba trong thời gian anh vắng nhà? Không được đâu em. Nếu ba biết được em khổ thì ba sẽ buồn lắm. Hơn nữa, nếu bây giờ ta tìm cách ra khỏi gia đình nữa thì má sẽ mang tiếng đối xử không tốt với con dâu. Má sẽ chẳng cho anh yên thân đâu. Dung, em sao vậy? Anh xem nè. Em đau bụng hả? Đâu có phải đau bụng, mà là cái bụng nó bự. Cái gì? Bộ em... Em sắp cho anh làm cha đó. Trời đất ơi, anh sắp làm cha? Anh sắp có con thiệt hả em? Ôi cuộc đời sao mà ý nghĩa vô cùng. Anh mừng quá Thu Dung ơi, ước gì anh có được đôi cánh to, đôi cánh to như là đại bàng. Đại bàng sẽ đánh cắp công chúa Thu Dung xinh đẹp, đem về tận đất Phi Châu. Trời đất, đưa em đi Phi Châu để mà làm gì? Ai biết rồi, anh định ăn thịt em chứ gì. Nè, anh đừng hòng em sẽ nhờ thập sanh xa tiền. Chừng đó đại bàng phải chui xuống hang mà trốn. Em yên tâm đi, đại bàng này đây chỉ biết yêu chứ không có hung dữ. Vậy sao anh đòi đưa em đến tận xứ Phi Châu? Để em trở thành nữ chúa rừng xanh. Thôi, em không chịu làm nữ chúa rừng xanh đâu, mà chịu làm nữ chúa của lòng anh hà. Đồng ý liền. Bây giờ anh không đưa nữ chúa về Phi Châu nữa, mà đưa đi ăn kem bảy màu, chịu không? Thiệt không? Xem đây, đại bàng sẽ tung cánh cắp công chúa đến tiệm kem trong nháy mắt. Chóng mặt em, bỏ em xuống đi. Thương quá, thương quá chim bồ câu bé nhỏ của anh ơi. Em không giỡn nữa đâu, bỏ em xuống đi mà.
bài tình ca thiết tha. Anh hát em nghe, dù tình ta xa xa, một ngày gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương sáng em cười như nụ mặt bờ. Một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó em vẫn yêu mãi người ơi, một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó em vẫn yêu mãi. Nếu không chịu đại bằng cấp đi thì chở công chúa bằng xe riêng chịu không? Ý, không có được, để em xin phép má. Mình đi chơi một vòng rồi về có sao đâu. Anh là vô liều hả? Lỡ má rầy chỉ một mình em khổ thôi. Nếu có gì hai đứa chịu chung. Em sợ lắm. Má kìa à. Em đến xin đi, anh đứng anh chờ ở đây à. Để em xin má ha. Dạ, dạ thưa má. Cô muốn gì? Con, dạ, dạ con... Làm gì mà cô phải cà lâm vậy? Dạ, con xin phép má cho con với anh Dũng đi ra ngoài một lát nghe má. Cô cậu muốn đi đâu thì đi, chứ cần gì phải xin phép. Thưa má, con... Nè, tôi cần nói cho cô biết, nhà này là nhà làm ăn chứ không phải nơi hò hẹn của những hạng mèo mã gà đồng hoặc ở chốn vũ trường. Cô ơi, cô với cậu ôm ấp trẩn giỡn với nhau coi không có được nghe. Trời ơi, cô kêu trời là sao? Ý cô bất mãn về những lời nói của tôi chứ gì? Cái đó thì tùy cô, chứ còn gia đình của tôi sống theo nho phong lễ giáo quen rồi. Nếu cô thấy ở đây khó khăn thì cô có quyền, cũng không có muộn màng gì đâu. Dung, sao rồi em? Sao khóc? Thôi anh à, em không có đi đâu. Dung, bộ má không cho đi hả? Dạ không, nhưng mà em muốn mình ở nhà sẽ vui vẻ hơn đó. Trời ơi, tôi bị tước đoạt quyền tự do với vợ mình nữa sao trời? Hồng Đào, bà Dung đâu rồi? Bà Dung hả? Ta thấy nó mới gì vô phòng á. Chà, không ngờ con Dung này nấu ăn cũng ngon quá chứ. Đào, bây giờ mày tính sao? Dám bỏ muối vô nồi canh không? Trời ơi, tao sợ thằng Tây nào mà không dám mày. Nhưng mà mày canh chừng Dung coi, coi con Hồng Kim nó ở đâu. Lỡ nó thấy được miết lại với ông Dũng thì khổ cho tao với mày đó. Sao mày sợ con Kim quá vậy? Trời ơi, mày biết sao không? Cái con nhỏ đó nó thương bà Dung dữ lắm, nó không có ưa tao với mày đâu. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Tao canh chừng cho nè, mày bỏ muối vào nồi canh đi. Tao nói mày nghe nè, nồi canh này tao đổ vô một chén muối bọt ha. Chắc là khi ăn á, má tao bà sẽ giũa bà Dung một trận tơi bời qua lá. Thôi thôi thôi, nói nhiều quá à. Hành động nhanh lên đi. Từ từ mày. Rồi xong, chỉ có trời xuống đây mới biết. Nồi canh sẽ ngon hảo hẳn, ăn vô quá nhiều vị mặn. Chắc rằng giây phút nữa đây, con Dung sẽ ôm đầu mà khóc. Má tao sẽ la tơi bời, mình đi liền đừng trễ nải. Ở nơi này hả, lỡ ai mà trông thấy hả, bể ra quá ư là kỳ. Nè, hai bà làm cái giống gì ở đây vậy? Bộ tính ăn Dũng hả? Ê, con Hồng Kim này. Gì? Ai mà ăn Dũng kỳ vậy mày?
người ta đang theo dõi xem bà dâu làm ăn có được vậy không mà. Em thấy chị vượt quá quyền hạn trong gia đình này rồi đó. Vậy vậy rồi sao? Em thấy chị có vẻ giống bà trong nhà quá chứ sao. Thôi thôi tao về nghe Đào. Mày về đi, mai đến chơi nha. Vậy nghe. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Giờ này sao không thấy cơm nước gì hết vậy? Ê Hồng Kim, mày có nghe má nói gì không mày? Bộ chị không có phận sự gì trong nhà này hết hả? Không có đụng đến tao nghe. Tao cho mày biết đừng xúc phạm đến chị mày nha. Vậy chứ tôi hỏi chị nè, chị có biết ăn hay không? Trời, ăn hay lại không biết. Biết ăn thì cũng phải biết phụ một tay chứ. Phụ gì thì mày kêu bà Dung bá ra bá dọn. Bá nằm ở trong phòng kìa, sao mày không dám động đến? Cứ xăm soi tao hoài vậy. Công bình mà nói, chứ xăm soi chị hồi nào? Má đã phân công đi chợ phần em, còn chị Dung nấu ăn. Bây giờ chỉ còn việc dọn ra là xong chuyện. Vậy mà chị còn ganh còn ghét nữa hay sao? Tao không có ganh không ghét với ai hết đó. Má cưới dâu về thì mọi việc để cho dâu lo, chứ ngu dại gì mà đi dọn cơm cho họ ăn. Cái gì vậy? Má coi chị Đào còn hơn là bà Hoàng trong nhà này nữa. Từ sáng tới giờ không có múa tay vô cái gì hết trơn. Con đi chợ, còn chị Dung thì làm hết việc nhà. Rồi bây giờ chỉ còn việc dọn ra ăn mà chị cũng nạnh nữa. Rồi đây không chừng con phải dâng tới miệng mới chịu ăn nữa đó. Vậy chứ ăn Thu Dung đâu? Chắc chị ấy mệt nên nằm trên phòng á. Dâu gì mà suốt ngày hết nằm lại ngủ, hết ngủ lại nằm. Thiệt chán ơi là chán à. Má nói vậy chứ con thấy chị Dung chỉ làm quần quật suốt ngày à. Con nghe anh Dũng nói là chị có thai. Dạ chắc tại vậy nên chị mệt đó má. Gì? Nó có thai hả? Thì con nghe anh Dũng anh nói vậy đó mà. Mày chỉ nghe mang máng chứ chưa chắc thật phải không? Có gì vậy má? Tao không có muốn thằng Dũng nó có con. Nó sẽ khổ thôi. Còn con á thì con cho đó là việc bình thường. Sau khi cưới tất nhiên người ta sẽ có con thôi à. Thì từ từ có con chứ làm gì gấp như vậy. Thôi đi, mày là con nít, biết cái quái gì mà lý luận tùm lum lên á. Dọn cơm cho tôi ăn, rồi còn nghỉ trưa một chút nữa, chiều đi công chuyện nữa. Dạ thưa má, để con dọn cơm cho má ăn. May quá, chị hai ra kịp lúc, em định đi gọi chị đi nè. Cảm ơn cô Út nha. Dạ, con mời má, mời cô ba, cô Út dùng cơm. Cảm ơn, tôi không đói. Đứa nào nấu canh đây? Đứa nào nấu canh? Nhà này câm hết rồi hả? Tao hỏi đứa nào nấu canh? Dạ con. Canh nè, ăn cho hết đi. Má ơi, xin má đừng giận, tội nghiệp con lắm má ơi. Má, sao má lại hất cả tô canh vào người của chị Dung vậy? Chị hai, chị có sao không chị hai? Không sao em ạ. Lỗi tại chị đã làm cho má buồn. Ba má cô dạy cô làm ăn kiểu này đó hả? Nhà tôi đâu có phải là ngoại rợ như nhà cô mà ăn canh như ăn muối cục. Có phải vì ghét tôi nên cô cho ăn uống như thế kia? Má, tội nghiệp chị hai con, má đừng nói chi lời nặng nhẹ. Mày có im không mày? Sao lại đi binh vực người dân hả mày? Má, xin má bớt giận nguôi hờn rồi nghe con bài giải đầu đuôi. Canh con đã nếm thử rồi, quả thật rất là vừa ăn. Sao? Cô bảo rằng tôi nói năng không thật à? Dạ không, cô không có ý đó. Đó, nồi canh đó, cô cứ nêm đi rồi sẽ biết ngay. Còn tôi không thể nào ăn nổi cái loại canh nấu dưới muối của cô. Hồng Đào đâu? Mày qua nhà của Mỹ Liên á, mở hụi hốt cho tao. Tao đang cần tiền. Giờ tao đi công chuyện chiều về. Còn bà dâu sao khóc hoài vậy? Bộ quan lắm sao? Đó, ăn cho hết cái nồi canh đi. Trời ơi, thật là tuổi hồ, biết bao nhiêu phận làm dâu sao cay đắng dường
mối tình gì mà cứ phải chịu sầu đau. Chị hai, đừng khóc nữa chị hai à. Em Kim ơi, chị rất khổ tâm, muốn trọn đạo dâu con nhưng không được bao giờ. Ai nỡ ghét kiên hãm hại cho chị chịu ức quên. Anh Dũng đi xa nên đâu thấu được cánh tình này, chỉ có miệng mà đành phải im thôi. Chị hai ơi, em đã biết rồi, kẻ em đã giấu tay nhưng chưa thể phân bài cho má rò. Lòng chị ngại gian em đã càng tỏ nên thương biết bao nhiêu khi nhìn thấy chị chịu nổi quang tình. Trách cho má em không nghĩ càng suy cùng, cứ mãi nghe theo những lời đường mật của một con người lòng dạ tiểu nhân. Chỉ vì họ không được đáp lại tình yêu nên mới sắp tâm gieo khổ đau cho chị. Nếu thương anh hai em chỉ cố mà chịu đựng, hy vọng rồi đây má sẽ thương tình. Tuy khổ đau nhiều nhưng luôn có em bên cạnh, chỉ thấy lòng mình cũng đỡ quạnh hiu. Kể từ đây chị em ta như hình với bóng, em sẽ giúp đỡ chị nhiều trong những lúc vắng anh hai. Hồng Kim em. Chị hai. Chị ở đây nha, để em ra ngoài coi ai gọi cửa. Anh Dũng ơi, anh có hiểu cho nỗi khổ của em không? Là thủy thủ nên anh luôn vắng nhà. Anh có biết đâu em đang chịu đựng những đắng cay nghiệt ngã của số phận làm dâu. Chị hai ơi, chết rồi chị hai ơi. Bác trai ở bên nhà bị xe đụng, hiện đang ở nhà thương đó chị. Trời ơi, Hồng Kim à, nhưng mà ai cho em hay vậy? Có anh Xích Lô, anh bảo là người cùng sớm với chị. Anh ta nói rồi, cái vỏ giả đi ngay à. Trời ơi, không biết ba tôi có qua khỏi không. Ba ơi, ba đừng bỏ tuổi con mồ côi mồ cút ba ơi. Chị hai, chị bình tĩnh lại đi chị hai à. Hồng Kim ơi, dạ. Chị biết làm sao bây giờ hả? Bây giờ chị về bên nhà đi, xem bác ra sao và lo thu xếp việc nhà giúp bác. Nhưng má không có ở nhà, chưa xin phép làm sao chị đi được. Thì chị cứ đi đi, má về em nói lại cho. Cảm ơn em, em nhớ nói lại với má, cho phép chị ở lại bên nhà ít hôm để săn sóc ba chị lúc hoạn nạn nha em. Chuyện đó để em lo, chị đi liền đi chị hai. Chị đi nghe Hồng Kim. Dạ. Mỹ Liên này thiệt là tệ à. Gia đình mình chơi thân với gia đình bả như vậy mà bả không có cho mình hốt hụi nữa. Bà già bả cần tiền mới biểu hốt, tưởng chắc ăn ai có dè đâu. Sao không bỏ cao lên mà ăn? Cao cỡ nào bây giờ? Hụi năm coi chừng hụi xù thì dở cười dở khóc. Chị báo tin liền cho má được hay. Thôi đi, mày sao cứ ăn bậy nói càng, mở mở miệng ra nghe toàn là chuyện không may hả? Báo thường đăng ba cái vụ hụi hè, em đã nghe rồi nên mới ngại lo. Anh luôn đi cho rảnh mắt người ta. Chị chưa biết cái quái gì mà cũng nói bậy bạ nữa. Ba của chị Dung bị xe đụng thì dĩ nhiên chị phải về bển chứ sao. Xe đụng thì đụng chứ, phận ai nấy lo. Trời, đã lấy chồng rồi thì không còn phận sự gì ở nhà mình nữa hết trơn á. Ha, đã nói ra thì phải nhớ cho kỹ nghe. Mai mốt đi lấy chồng rồi mà còn về nhà này lộn xộn hả,
thì đừng có trách tôi à. Thôi, đó là tao nói phận sự kìa. Còn quyền lợi hả? Đứa nào cũng phải có phần chứ, làm sao mà không giành được cơ. Nói chuyện với chị sao mà chán quá. Biển sông dáng dào, trùng dương lớp lớp đi về chung nào. Đời như những cơn sóng đùa, mà ngàn năm biết nơi đâu là bên bờ. Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã ngọn than nằm. Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đường mà trái ngang chia lìa lứa đôi. Tình là tình như khi không mà có, tình là tình như lúc có như không. Tình trôi qua như là giữa chim bao, tình đầu bờ ngỡ cơn mộng du. Ý, bà Thu Dung bà đi về bển mà quên không khóa cửa phòng lại. À, vậy mình đột nhập vào trong coi gặp gì mình chôm nấy. Hả? Cái gì đây? Trời ơi, chiếc nhẫn xoàng. Trời ơi, vô mánh rồi, có thần tài hộ mạng rồi. À, để coi trong hộp tủ bàn phấn còn có gì nữa không nha. Cái gì đây? Hả, thư của ai gửi cho bà Dung đây ta? Lê Nhật Quang thân gửi Thu Dung. Bắt quả tang rồi, bà Dung có nhân tình. Được lắm, mai mốt anh Dũng về mình sẽ trao tận tay ảnh bức thư này. Rồi chuyện gì xảy ra chỉ có trời mới biết. Chết cha, ai vào nhà bất tử vậy trời? Hú hồn hú vía, con Mỹ Liên vậy mà mình tưởng ai chứ. Đào ơi, đi xem phim buồn quá mày ơi. Đi xem phim hả? Nói nghe nè, mày đừng có thèm buồn nữa. Tao có trò chơi này vui lắm nè. Trò gì? Mày biết cái gì đây không? Ui, chiếc nhẫn sòn của ai mà đẹp quá vậy? Tao vừa chôm của bà Dung đó. Còn đây nữa nè, đây là lá thư của người tình xưa gửi cho bà. Tao thấy nó nằm ở trong hộc tủ son phấn của bà đó. Trời ơi, phải chi mình có lá thư này trước khi anh Dũng cưới vợ thì hay biết mấy. Quỷ, mày nói chuyện dở như cơm nếp nhão quên bỏ muối vậy đó. Trước khi anh Dũng cưới vợ thì lá thư ở bên nhà bà Dung chứ đâu ở đây mà Hồng bắt gặp. Hay là tao với mày đem bán chiếc nhẫn đi, để tiêu xài rồi đổ thừa bà Dung. Đem chiếc nhẫn đi cho nhân tình. Liên, mày xui tao làm ác phải không? Thôi đi, tao sợ trời đánh hoặc xe hung có thì tiêu đời. Tao rất khoái nhìn anh Dũng với chị dâu của mày đêm ngày cứ câu xé lẫn nhau. Con Dung sẽ chết với chiếc nhẫn này. Khi anh Dũng hỏi bà làm sao mà trả lời nổi. Thôi mày ơi, tao không có dám bán đâu. Rủi bể ra thì chết tao luôn. Anh Dũng mà anh sẽ đánh tao. Sao mày nhát quá trời hả? Mày biết tại sao không? Chiếc nhẫn này còn đắt hơn vàng nữa. Anh Dũng ảnh gom hết tiền của riêng để mua tặng cho bà Dung. Tao chỉ giấu cho bà khóc chơi thôi, chứ không có dám bán đâu. Mày không nhớ, nó đã nói chỉ cần mỗi mình anh Dũng trong đời, chứ không cần người nào bên chồng là gì. Tao đánh cắp chiếc nhẫn và lá thư này là quá quắt lắm rồi. Còn bán chiếc nhẫn này là điều tao chưa có nghĩ tới. Mày sợ hả? Nhưng mà lỡ lấy rồi, không lẽ mai mốt mày tự động mang trả lại mặt mũi nào? Ê ê ê, Hồng Kim nó về kìa. Chuyện chiếc nhẫn để tao đứng sau. Mỹ Liên, mày phải cảnh giác cao với con Hồng Kim đó nghe. Yên chí, để tao xả giao với nó. Hồng Kim, Hồng Kim đi chợ về hả? À, Hồng Kim rất giỏi, rất đảm đang nội trợ. Ai như Hồng Đào vậy, chỉ ăn hại thôi. Ê, mày nói xấu tao trắng trợn vậy đó hả? Sao mày giận, mày kém thông minh quá. Nè, chị Đào lo nấu cơm chiều đó nghe. Để Liên nấu cho. Thôi đi, chị mà nấu bếp á, coi chừng ăn không có vô à. Ủa sao vậy, chị cũng là con gái chứ bộ. Giỏi như chị Dung kìa,
còn bị ăn nguyên một tô canh khổ qua vô mặt nữa là chị. Hả? Tại nó ngu nó mới bị. Chứ chị hả? Còn khuya mới có chuyện đó. Thì chính tại chị Dung ngu nên mới vậy. Chứ phải tay tôi hả? Tôi sẽ vạch mặt đứa nào bỏ muối vô nồi canh cho biết tay. Hồng Kim nói vậy chứ, tại bà Dung lỡ làm ăn vụng về thì phải chịu hình phạt chứ sao. Thôi đi chị ơi, cái miệng của chị leo lẻo không có ai bằng. Hồng Kim bữa nay nói chuyện dễ xa nhau quá hả? Xa gần, gần xa gì cũng không mắc mới gì đến tôi hết á. Hồng Đào à, tao thấy không khí hôm nay á vô cùng nồng nực. Nói nhiều tao càng thêm bực. Chuyện mày á để mày lo liệu. Tao về tối mình gặp lại nghe. Hồng Liên, tao cùng với mày đi dạo. Nè nè nè, đi đâu? Chị phở nhà. Đừng mong cái gì chỉ còn nồi cơm chiều. Chiều tao không ăn, mắc gì tao phải nấu cơm. Không tiền thì mày nên lo, chứ tao thiếu gì món ăn. Hủ tiếu xào, phở gà bánh bao nè. Muốn ăn xía tiền thì có ngay. Kể như hai chị cũng lạ, ngày đêm tinh đường đi rong sống trong xã hội như vậy. Đừng mong có chồng dẫn đi, có chồng chi cho mệt, ở một mình tao khỏi nấu cơm. Bây giờ mày ở nhà nấu cơm hay mày đi với tao nè? Thôi mày đừng có nói nhiều nữa, chuẩn bị xe đi. Nè nè, chị nói thiệt hay chơi vậy chị Đào? Thôi đừng có giận mà cô Út. Giàu Út ăn khó Út chịu nha. Bye bye. Chắc hai bà này có mưu tính gì đây. Nhưng gặp tay Hồng Kim này, mưu sâu kế độc gì cũng phải phơi bày ra hết. Đợi đấy. Thu Dung, tốt hơn hết là em nói thật đi. Em bán chiếc nhẫn xoàn để làm cái gì? Hay là em đã mang đem đi cho ai? Em biết nói sao bây giờ? Em có biết giá trị của chiếc nhẫn không? Nó là tất cả tài sản của riêng anh gom góp lại. Vì yêu em, yêu em, anh mới đem nó làm kỷ vật đính hôn. Tại sao em có thể làm mất? Tại sao vậy Dung? Anh Dũng, em hiểu rõ giá trị tình anh đối với em nữa kìa. Nhưng anh ơi, em khổ quá. Nếu em đã bán chiếc nhẫn để giúp đỡ cho ba trong lúc gặp tai nạn, hoặc là em cao thượng đưa cho một người bạn nào khác đó, thì nói thật đi, anh sẽ bỏ qua cho. Anh nói như vậy có nghĩa gì chứ? Anh nói thế tất nhiên cũng không phải là không có nguyên do. Em nhìn kỹ xem thơ của ai đây. Em mau trả lời, đừng giấu giếm, anh sẵn sàng nghe dù sự thật có đắng cay. Lá thơ này làm sao anh có được, tính anh em biết rất rành. Nhất vì sở hữu của riêng em, có khi nào anh tìm kiếm đâu. Nhưng nay em lấy làm lạ, tại sao lá thư kia lại ở trong tay anh? Chính anh cũng không hiểu do đâu thư này lại nằm trong túi áo của anh. Nhưng điều quan trọng, anh cần tường tận ai là tác giả của bức thơ. Đó là một người bạn thuở xưa cùng chung học. Tình cũ không rủ cũng tới chứ gì. Nếu em có ý mờ ám, sao em lại nhét thư vào túi áo của anh? Anh không biết điều đó. Anh có biết Nhật Quang không? Anh chàng đã từng theo em bén gót trong những ngày em cắp sách đến trường chứ gì. Như anh đã biết, em chỉ yêu có anh thôi. Nghe tin em về làm vợ anh, anh ấy viết thơ chúc mừng hạnh phúc của chúng ta. Anh đã đọc kỹ những ý và lời trong bức thơ đó chưa? Đọc rồi, anh đọc rồi. Nhưng anh không muốn em giữ nó khư khư bên mình như là báu vật vậy. Anh ghen với dĩ vãng của em sao? Không hẳn là như vậy. Nhưng Thu Dung ơi, trong tận cùng sâu thẳm của tình yêu, nó có những lý lẽ riêng mà chính anh đã bao đêm suy tư khắc khoải. Tính em thì anh tin nhiều lắm, nhưng không hiểu tại sao lòng cứ vẫn vơ lo nghĩ sợ. Với anh em đã phai nhạt ân tình. Đọc hết lá thư anh thầm hỏi lòng mình, đấy có phải là thứ tình dũng trộm mà người ta đã nặng lòng trao gửi cho em? Dung ơi, giờ phút đó anh thấy đau nhói con tim,
lòng già không yên tâm hồn sao đồng. Nhưng kịp yêu ra vợ anh toàn vẹn, phải vậy không em anh thấp thỏm đợi chờ. Đợi chờ câu trả lời của em phải không anh? Em chấp nhận lên xe hoa về làm vợ anh, không đủ để anh tin em sao? Mà anh còn đợi chờ em phải trả lời chi nữa? Dung, Dung ơi, làm sao anh không hiểu em rất yêu anh trong tình nghĩa vợ chồng. Nhưng thời gian gần đây chắc không được nghi mặn nồng, vì phải làm dâu trong khó khăn cực khổ, anh đã tận tường những chuyện đã qua. Càng thương em anh càng để giả lắng lo, em sẽ không chịu nổi với mẹ chồng khắc nghiệt. Rồi từ đó tình thương chồng càng phai nhạt, có thể em đành lòng cất bước sang ngang. Anh Dũng, tại sao lại nghĩ về em như vậy? Trong nhà này có người nói cho anh biết là em đã có tư tưởng đó. Hồng Đào nói với anh chứ gì? Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ em trả lời anh thế nào về việc chiếc nhẫn hột xoàn? Anh đã bắt em trả lời hàng chục lần rồi kia mà. Em nói là chiếc nhẫn để trên bàn rồi quên luôn, khi hay tin ba bị xe đụng chứ gì? Đúng là như vậy. Cho đến ngày hôm sau em mới sực nhớ đến chiếc nhẫn và hốt hoảng trở về tìm, nhưng nó không cánh mà đã bay mất rồi. Em cho là trong nhà này có kẻ đánh cắp à? Em đừng có hồ đồ. Ở nhà này từ xưa tới giờ chưa hề bị mất cắp. Có lúc anh để tiền vàng trong tủ không khóa mà cũng chẳng bao giờ mất kia mà. Như vậy là anh vẫn có ý nghi ngờ em. Anh không hề nghĩ là em làm điều xấu đó, nhưng em bán vật đính hôn để chia xài việc riêng là em thiếu tôn trọng chồng em. Em hiểu chưa? Anh không có bằng chứng để buộc tội em bán chiếc nhẫn xoàn. Đồng ý. Anh đồng ý là không có bằng chứng, nhưng anh vẫn có quyền nghi ngờ. Anh Dũng, anh nghe em nói đi, anh có thể nào tin được không? Khi nghe ba em bị nạn, em vội vã về ngay mà quên rằng trong người em tiền bạc chẳng mang theo. Vì muốn gặp ba nên cố đi bộ để tìm, vào đến tận nhà thương. Em ơi xót xa lòng, khi người ta hỏi đứa biết nhìn nhau nghẹn nghẹn không nói nên lời, bởi một đồng một chữ cũng không. Em phải bán máu của em để có tiền bước đầu lo lắng cho ba. Dũng ơi, em đã nói thật lòng hay còn gì giấu anh? Anh không tin thì em cam chịu, về chiếc nhẫn kia em đã cạn lời. Anh vẫn còn mênh mang trong lòng, còn bán tin bán nghi. Anh Dũng, ba em chưa lành bệnh hẳn, thật lòng em cố ý chờ anh về để xin giúp đỡ, nhưng chưa kịp hở môi thì đại quả quái ác xảy ra để đưa em vào con đường khốn khổ. Thôi được, em ở nhà anh đến thăm ba, còn chuyện chiếc nhẫn tạm tin là em đánh mất. Nè, nếu mai này sự việc lại khác đi thì em đừng trách anh nghe chưa. Ai đã lấy cắp lá thư đưa cho anh Dũng? Hay là chính anh ấy đã tìm thấy? Còn chiếc nhẫn chắc chắn không phải là Hồng Kim rồi. Như vậy... Chị Dung,
Má gọi chị kìa. Má gọi tôi có việc gì vậy cô ba? Tôi đâu có biết. Má đang ở đâu hả cô ba? Ở trên lầu á. Kìa, má xuống kìa. Sao tôi nhờ con Đào nó gọi cô mà cô không có lên gặp tôi vậy? Dạ thưa má. Sao vậy? Tôi không có đáng để cho cô gặp phải không? Hay là cô nghĩ rằng cô có thai và cô sắp có con với thằng Dũng? Như vậy rồi cô tự ý tự chuyên, không còn tôn trọng ai nữa chứ gì, phải không? Dạ thưa má, cô đâu có dám như vậy. Tôi cho cô biết, dầu cô có một chục đứa con với thằng con đần độn khờ khạo của tôi, khi tôi không bằng lòng rồi á thì cô không yên với tôi, nghe chưa? Dạ nghe. Bộ tôi không có đáng mặt để nói chuyện với cô hay sao mà cô tiếc lời nói năng nghe cục dạ, vũ vậy? Dạ thưa má. Thôi đừng có thưa gửi gì hết á. Cô có bận gì không? Dạ thưa má không. Nếu hôm nay cô không bận thì giúp tôi một việc nha. Dạ. Tôi với con Đào đi công việc, cô và con Kim trông coi nhà được không? Dạ được thưa má. Ba cô đi Đà Lạt sắp về tới, cô cũng biết tính của ổng ghét lụm thượm bê bối, vậy tôi nhờ cô quét dọn mấy phòng ở lầu trên, nhớ xách nước cẩn thận chùi lau, xong rồi cô lên sân thượng nhổ cỏ tưới nước mấy cái chậu hoa. Có bao nhiêu đó nhắm làm được không, hay phải bỏ tiền để mướn người ta, để chị ăn rồi nằm ngủ cho yên. Mẹ đã sai thì dù chưa khó nhọc, tôi đâu dám để mẹ buồn phiền. Con biết mình là phận dâu con, phải luôn luôn cúi đầu vâng dạ. Được như vậy là tốt có nghe chưa, chứ thứ lười biếng nhớt thay thì đừng hòng ở nhà này. Nè, nếu chịu làm thì hãy câm miệng lại, đừng bày đặt nhỏ to thêm bớt với chồng, cho thằng quý tử của tôi phải đau lòng. Nó mà mặt giận mặt hờn á, cô đừng có hờn trách tôi. Dạ, con vâng lời má dạy. Thôi đi má ơi, người ta sắp nhỏ lệ rồi kìa, không khéo à thiên hạ họ nhìn thấy, lại bảo là mẹ chồng mà khắc nghiệt với nàng dâu đó. Đi má. Đi. Trời ơi chị hai, chị có bầu mà xách nước lên lầu chi vậy không biết nữa. Mẹ bảo chị quét dọn mấy căn phòng trên lầu 3 và tưới qua trên sân thượng. Không có được đâu, để em xách giùm cho. Được mà, chị chưa có thấy mệt. Em để chị xách cho em coi nè. Trời ơi, chị hai, chị có sao không vậy? Chị hai ơi, tỉnh lại đi chị hai. Chị hai chị hai có sao không? Kim ơi, chị mệt quá. Trời ơi, em đã nói rồi, bụng lớn như vậy mà xách nặng chi không biết nữa. Kim, em làm ơn đưa chị về phòng nha. Trời ơi, chị đau bụng quá. Trời ơi, bây giờ tính sao đây? Kim ơi, dạ? Em đưa giùm chị đến bệnh viện đi. Chị mệt quá. Dần dần, để em đưa chị đi. Nhờ có bấy nhiêu mà làm cũng không xong, còn gieo giả cho nhà này nữa chứ. Bộ má không biết hả? Má làm bộ trợt té để nhà mình mang tai tiếng là ác độc với con dâu. Mẹ này mẹ ghê lắm nè. Té còn chút xíu à, chi mà làm quan trọng lắm không bằng. Nó sẽ báo hại cái nhà này dài dài cho mà coi. Kìa, Kim nó về tới kìa. Sao, chị dâu của mày ra sao rồi? Dạ chị khỏe nhiều rồi, nên sáng nay người ta cho chị xuất viện, nhưng mà má cấm không cho chị về đây nên con đưa chị về bển rồi. Dũng nó có biết chuyện đó không? Tối hôm qua anh hai con thức trắng trong nhà thương á, sáng nay anh về sớm nên anh không có hay. Dạ hồi nãy cháu thấy anh Dũng còn ngủ trong phòng á. Ê ông Kim, gì đủ đại, tao thấy coi bộ mày lo lắng cho chị dâu dữ quá ha. Được, cứ lo đi, rồi có ngày trung do trung phòng, báo cha báo mẹ không ai thương giùm. Chị nín đi, đừng có nói tên em không ưa cái giọng xỏ xiên nghịch đời. Hồng Kim nè, đừng nổi nóng làm gì.
dù sao cũng là chị với em, thương nhau không hết, cho nên rầy rà. Tôi thấy chị không có cần lên tiếng, và đừng bao giờ có mặt ở đây, chỉ ở nơi này chỉ thừa thải mà thôi. À, vậy là Kim muốn đuổi tôi ra khỏi nhà hả? Chị nghĩ như thế cũng được. Hồng Kim, mày hổng hả? Mày có quyền gì mà mày đuổi người ta chứ? Nhà tôi không thích thì tôi đuổi à? Đồ mất dạy, ai xíu biểu mày ăn nói hổng màu vậy chứ hả? Mơ cứ chửi, cứ đánh con đi, phận làm con nào dám đâu buồn than quan giận. Nhưng má ơi, con xin má hãy bình tâm nghĩ lại, tại vì đâu hôm nay con đánh mất đi tình nhân hậu quan hiền. Tại sao vậy? Má cũng biết xưa nay con luôn kính trọng mọi người, nhưng giờ đây trước cảnh trai tay gây mắt, con không thể nào ngậm miệng làm thinh. Tại sao người hiền lành chất phác như chị Dung mà lại phải gánh bao nhiêu điều tủi nhục? Má nghe đây con nói lên sự thật mà bấy lâu nay con lặng tiếng im lời. Sự thật gì? Mày có giỏi thì cứ nói nghe coi. Chị đừng có thách tôi vô ích. Tôi nói hết cho anh Dũng anh nghe. Chuyện chị và Mỹ Liên bỏ muối vô nồi canh để cho chị Dung bị má hớt nguyên tô canh vô mình vậy đó. Ê, con kia, mày có bằng chứng không mà mày vu khống cho bọn tao hả mày? Bằng chứng trong mắt tôi đây nè, hành động hèn hạ của mấy chị tôi thấy tất cả rồi. Hồng Kim đừng có nói bậy à nghe. Đừng có nói bậy nghe chưa, tao bụp cho mặt mày bây giờ à. Chị dám không? Chưa hết đâu chị. Ai đã đánh cắp chiếc nhẫn xoàng của chị Dung? Ai đã nhét lá thơ của chị Dung mà bạn trai của chị đã gửi cho chị hồi năm Thình Bảo Lục vào túi của anh Dũng chứ? Để gây sự hiểu lầm, Hồng chia Thúy rẻ quyên, ai làm? Ai? Mấy chị trả lời đi chứ. Ê con kia, tao nín đi. Mày căn cứ vào đâu mà mày dám nói vậy? Chiếc nhẫn xoàng hiện giờ ở trong hộp trang điểm của chị Đào đó. Má vào coi, con nói đúng hay là không? Hả? Ai cho mày dám lục tủ riêng của tao hả con kia? Vậy chứ tại sao chị dám vô phòng của chị Dung đánh cắp chiếc nhẫn và bức thơ? Mày có im không mày? Chưa im được đâu chị à. Tôi biết chị và Mỹ Liên ganh ghét với hạnh phúc của chị Dung và anh Dũng. Tôi hỏi các chị, làm như vậy để làm cái gì? Tại sao các chị không thử đặt mình vào trường hợp gặp nghịch cảnh như chị Dung? Các chị sẽ sống làm sao? Thôi đi, mày lý sự nhiều quá, tao nghe không có lọt lỗ tai câu nào hết ráo á. Thôi sắp đến giờ bỏ hụi rồi đó, tao đi à. Tao đi qua nhà má ăn Liên chút. Tụi bay ở nhà không có sanh giặc nghe chưa? Má đi thì con cũng lên lầu, ai thèm nói chuyện với mấy chị mà sanh giặc. Hồng Kim, anh Hai, anh cảm ơn em đã nói lên hết sự thật. Thôi em lên lầu nghỉ đi. Dạ. Chết, từ nãy giờ anh Dũng đã nghe hết rồi. Mỹ Liên. Dạ, anh gọi Liên. Cô là con sâu độc, là người mang đến cho gia đình tôi bao buồn phiền xáo trộn. Cô không xấu hổ hay sao mà còn ngấn mặt mỉm môi cười. Tôi có ngờ đâu bên ngoài cô giả thưa mềm mỏng, vậy mà bên trong lòng của cô lại quá thâm độc. Thật tôi không còn lý lẽ nào để diễn tả sự căm hận của tôi. Có gì đâu mà anh Hai nổi nóng dữ vậy anh Hai? Nếu em có chi lầm lỗi, xin anh Hai thương tình đừng nặng nhẹ rẻ khinh. Bao nhiêu tiếng trách hận là bấy nhiêu lòng dạ em đau. Dù sao gia đình chúng mình cũng thân thiết với nhau. Tôi ghê tởm cô còn hơn loài hùng béo răng độc. Tại sao cô cố tình hãm hại Thu Dung? Cô nỡ dùng chính bàn tay của mẹ và em tôi.
mòn trong đơn đau túi nhục. Cô hãy nói đi, đừng nghe che giấu chuyện của cô làm. Trời ơi, đến giờ phút này tôi mới thấy anh là một kẻ vô tâm. Anh không hiểu do đâu tôi làm như thế. Ôi thật không ngờ, hy vọng nhưng chỉ hoài công. Anh hai ơi, anh có biết đâu trong khi anh vui câu hạnh phúc thì có người đêm ngày sầu tư khắc khoải. Vào ngóng ra trong mà nghe buồn bã trong lòng. Người ấy là ai sao anh nỡ vô tình? Nếu không thương thì cũng có một lời an ủi. Sao anh lại lạnh lùng như sương tuyết mùa đông? Vậy mà bây giờ còn làm như kẻ không quen. Tội cho Mỹ Liên Mài Châu ủ dột. Cô tí đi anh dù một câu thương hại, để chị Liên đẹp và vui lòng. Anh hai ơi, lời của em chứng có cao xanh. Tình thương của Mỹ Liên mãi mãi để dành cho anh. Nếu như nợ không thành, chị Liên ở vậy cho đành và anh. Thôi nín đi mày, tao chưa bao giờ có cảm tình với Mỹ Liên. Mày đừng có nhiều chuyện. Còn mày nữa, mày phải khai cho thật, nếu không mày chết mày với tao đó. Anh muốn em khai cái gì chứ? Ai ăn cắp chiếc nhẫn xoàn của Thu Dung? Dạ. Ai? Dạ. Ai? Dạ em. Được rồi, vậy là tốt. Chuyện chiếc nhẫn coi như đã rõ. Vậy ai đem lá thư của bạn trai Thu Dung nhét vào túi áo của tao? Dạ, cái đó là trò chơi của con Mỹ Liên á. Để Hồng gây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tao hả? Còn đứa nào? Đứa nào làm cái trò mất dạy bỏ muối vào nồi canh? Dạ, đứa nào? Dạ. Đứa nào? Dạ em. Nhưng Mỹ Liên nữa, có nó nữa. Trời ơi, Mỹ Liên. Trời ơi, thiệt Mỹ Liên. Không ngờ mày mà. Ý, may quá, có má về cứu con. Mỹ Liên, má mày đi đâu? Hả? Khai thật đi, má mày trốn ở đâu hả? Má cháu ở nhà mà bác. Mày nói láo. Trời ơi, má mày vợ cũi của tao, má mày đi đâu? Bác nói lạ quá à. Lúc cháu đến đây thì má cháu còn ở nhà mà. Trời ơi là trời, bạn bè thân như ruột thịt mà nó nỡ lừa đảo tôi nè trời. Mỹ Liên, chiếc rim của mày đâu? Để cho tao siết cái trừ nợ. Dạ, hôm nay má cháu không cho cháu đi xe nên cháu đi xích lô. Trời ơi, 100 triệu. Tiền hủi của tôi, trời. Bác ơi, má cháu đã trốn đi rồi sao bác? Mày về nhà thì biết chứ cái gì. Trời ơi, thật như vậy sao? Má ơi, con có ngờ đâu má bỏ nhà ra đi chỉ vì nợ nần chồng chất. Vậy mà bấy lâu nay con cười vui trên nỗi đau của má. Con phấn son áo quần sang cả má vì thương con mà lường gạt bao người. Rồi giờ đây má vướng lấy tội tình. Má ơi, con cứ ngỡ rằng nhà ta giàu có, mặc sức tiêu xài liêu lỏng rong chơi. Con thương má biết bao nhiêu, nay má hiểu được ăn năn thì đã muộn. Biết làm sao cho má tôi thoát dòng tù tội. Bác Quân ơi, xin bác hãy thương tình. Thôi, mày đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ mày về tìm cho được má mày đi, rồi đến đây dàn xếp với tao, chừng đó tao sẽ tính.
Nếu không á, đừng có bảo rằng là tao tàn ác nghe chưa. Dạ cháu cảm ơn bác. Dạ cháu về. Mày ra giọng. Mày thấy tao mất trắng tay rồi mày khoái lắm sao? Mày im đi. Mày im cái giọng cười quỷ quái của mày lại đi. Mà anh Dũng anh đã hay biết tất cả việc làm của con rồi. Như vậy là sao? Tao không hiểu gì hết trơn á. Má chỉ hiểu về tiền thôi chứ làm sao hiểu được việc khác. Thằng bất hiếu, mày nói với mẹ mày như vậy đó sao? Nếu con mẹ già này không lo toan mọi việc, không tính chuyện kinh doanh, không xoay sở ra đồng tiền, thì cái lũ tuổi mày phải kiếm sống làm sao? Có được phủ phê như thiên hạ hay chịu cảnh đói nghèo? Có bài kinh cũ rất xưa nay, con thiết nghĩ má hãy dẹp quách nó đi, chớ đừng đem ra đây mà tung, nghe chỉ nhàm chán thêm thôi. Con muốn má nên sống thật thà. Mày nghe lời ai mà định chống lại tao? Ai bảo mày hôm nay làm loạn? Nếu biết được tao sẽ băm dầm nó ra. Dũng, bây giờ mày muốn gì? Tao cấm mày không được làm giặc nghe chưa? Con xin lỗi má, vì không dằn được cơn tức giận. Khi liên tưởng đến vợ con, thời gian qua đã chịu trăm cay ngàn đắng. Ôi thân phận làm dâu vợ con phải đâu gây ra lầm lỗi mà cứ mang nhiều nỗi đau. Sầu khổ vậy mà nàng vẫn chịu đựng không than. Má ơi, nếu má thật sự thương con thì má hãy thương dâu của má. Má hãy hứa đi cho con yên dạ, nghĩ đến nàng con có ngăn dòng nước mắt. Tình trong tâm tâm của má không ghét bỏ gì vợ con, nhưng trước đây má lỡ hứa kết tình xuôi gia với gia đình Mỹ Liên, do con cãi lời nên bao nhiêu tức giận má lại đổ trút vào Thu Dung. Giờ đây thì đã hết rồi con ạ. Con biết cũng vì quá thương con mà má ngầm lựa chọn, ngầm ước mong con có vợ sang giàu. Nhưng má ơi, trong tình yêu không có giai cấp sang hèn, vì hèn giữa sang đâu là vĩnh cửu. Tất cả không còn khi qua cuộc biên thiên, mà chỉ có đạo đức nghĩa nhân mới là bảo vật đáng cho ta gìn giữ. Thu Dung chính là vợ hiền dâu tháo con đã chọn rồi, người bạn trăm năm. Anh hai, em có lỗi với anh chị nhiều quá. Em hối hận vô cùng. Má, con xin phép má cho con qua nhà xem vợ con ra sao nghe má. Thì con cứ qua bển liền đi chứ còn phép tắc gì nữa. Con đi trước đi, má biểu con Đào á chở má qua đó xin lỗi anh xui. Dạ con đi nghe má. Đào. Dạ. Sửa soạn đi con. Kim à. Dạ. Dạ má kêu con. Nè coi chừng nhà, má đi rước chị hai con về đó nha. Thiệt hả má? Như vậy là con quan hôn má đó. Mồ tổ mày. Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Con. Dung con. Dung à, bình tĩnh lại em. Bác sĩ ơi, con tôi chết rồi phải không?
Con tôi chết rồi phải không bác sĩ? Dung. Ôi đứa con thân à, yêu tôi đợi tôi chờ từ lâu à, lắm mong muốn con trẻ ra đời cho hạnh phúc thêm tuyệt vời. Nhưng nay con của tôi à, đâu sao nó lại chết à, đi cho mẹ con phân à, ly. Con ơi chớ quá đau buồn, con chuyện ơi đã qua rồi, con hãy quên đi kẻo qua bệnh tình trở lại thêm nguy. Dung, do Dung bị té mà ảnh hưởng đến bào thai, nhưng cũng còn may là bác sĩ cứu được em, nếu không thì còn khổ nữa. Như vậy là con tôi đã chết thật rồi. Con ơi con. Dung, Dung à, bây giờ con thấy trong người con như thế nào à, hay là để ba đưa con trở vô bệnh viện nha con. Ba không, không sao đâu ba. Con chỉ mê sảng một chút thôi à, ba ơi, ba cho con xin miếng nước, con khô cổ quá. Dung à, nước đây nè Dung. Anh Nhật Quang, anh đến thăm em đó à? À, sáng này nó có đến đây, tình cờ nó thấy con bệnh cho nên nó ổ luôn cho tới bây giờ đó. À con à, mẹ con mất sớm, con là niềm vui của ba trong suốt cuộc đời này. Vậy con hãy ráng mạnh lành để được mãi mãi ở bên ba nghe con. Ba, đau lòng này ba ơi, con lớn lên trong tình thương của ba, làm sao trả ơn sanh thành. Con luôn mong đứng ưu phiền cái đắng, nhìn ba mà lòng con xuống sang, sống chỉ cho lòng thêm đau. Muốn lìa thế gian mà đi, con sống một ngày chắc ba khóc thêm vì con. Ba ngàn đời thương con, không trách không than, do số con vô phần, tội tình gì đâu, con hãy vui lên đi. Lời bác rất thật tâm, Dung chớ buồn mà nên hiểu rằng em chết rồi còn đầy nỗi sầu trên cõi đời người cha nắng lòng. Em đã làm buồn ba rất nhiều, lẽ nào em đành mãi thế sao anh? Con ơi, nếu ai hiểu được vì sao mùa hạ khô khan còn trời chuyển sang đông khắp nơi lạnh lẽo, thì còn ai hỏi do đâu cha mẹ thương con vô bờ bên. Có thể chết đi để đổi cho con hạnh phúc yên lành. Đó là lẽ tự nhiên mà tạo quá đáng bài. Xưa nay có bao giờ nước kia chảy ngược cương đời, nước đổ từ ở nguồn cao. Thấy cuộc đời con lẫn lẫn lao đao, tuy không nói nhưng ba đã từng em nhỏ lệ khóc thương con mình. Nhãn bạc thần chứ phải ở đâu, ba quyền đành tớ giận hờn.
lòng dạ của đấng sanh thành. Quả tình thương của mẹ cha đối với con mình ví như sông dài biển rộng. À, hiểu được rồi thì con hãy vui lên, đừng buồn phiền nữa nghe con. Con không buồn nữa đâu. À, con phải sống để trả hiếu cho ba mà. Tu Dung ơi, anh vô cùng đau xót khi thấy em trong cảnh tình này. Biết nói gì đây cho hết ý cạn lời. Thôi thì mỗi người có riêng một số phận, ta hãy vui lòng chấp nhận mà thôi. Anh biết anh phải làm gì nên đâu dám mơ ước xa xôi. Ước mơ không tròn thì hãy xem nhau như bè bạn. Là một cô gái ngoan hiền hiếu hạnh thì chắc chắn cuộc đời em hết khổ thôi đau. Chúc lành cho em. Sẵn đây em thành thật xin lỗi anh. Không, Dung không có lỗi làm gì cả. Có, Dung có lỗi đã làm cho anh buồn phiền đau khổ. Đó là kỷ niệm đẹp trong đời anh. Anh chưa khi nào có ý hờn giận em. Cảm ơn anh đã biến thứ kỷ niệm đắng cay thành kỷ niệm đẹp trong đời. Dung cảm ơn anh vì anh cao thượng quá. Dung, Dung hãy nằm nghỉ đi, đừng có nói chuyện nhiều như vậy. À Dung à, con nằm nghỉ đi, anh con nói phải đó. Nè con nằm nghỉ đi cho đỡ mệt rồi ba cho con uống thuốc ha. Ba ơi, tại sao chồng con không đến thăm con hả ba? Có lẽ anh ấy đã giận con rồi. Ờ à, không, ba thấy chồng con thương con nhiều lắm đó, chứ không có giận hờn gì con đâu. Ba ơi, anh ấy giận con gì? Con đã đánh mất chiếc nhẫn cưới. Dung, Dung, anh đã đến đây với em nè. Dung ơi, anh có lỗi với em, anh thương em vô cùng. Anh Dung, anh đây, anh đây. Em thấy trong người có khỏe không? Ờ, em khỏe nhiều lắm, mà còn vui nữa vì đã có anh bên cạnh. Dung à, con cần nên an ủi vợ con nghe. Dạ. Vợ trông con lắm đó. Dạ. Anh Dũng, anh còn nhớ tôi không? Quang phải không? Ngày xưa chúng mình học chung trường phải không? Phải. Và Dung chỉ là bạn học của tôi. Anh Dũng à, qua cảm nhận tôi thấy Dung là một người vợ hoàn toàn. Dù trong lúc nằm trên giường bệnh, Dung cũng thường gọi tên anh. Dù hơi thở mỏi mòn với tất cả tình thương của người vợ thủy chung, bệnh tình của Dung chỉ có anh mới cứu được nàng. Đây là bệnh tinh thần, chính anh là lương y. Bà cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong ở con sao trước trọn lòng. Hãy xứng đáng một người chồng cho gia đình được yên vui. Con xin lỗi ba vì vô tâm nên ở để cho ba buồn. Vợ con tiều tụy thân hình, con qua đổi ăn năn. Còn với anh Quang giờ đây mình đã hiểu nhau rồi, không còn chi u ấn trong lòng. Chúng ta hãy xem như bạn hơn. Tâm hồn tràn ngập niềm vui, bệnh tình dường như đã tiêu tan. Có thật vậy không em? Dung hãy nói đi để cho anh được chia sẻ niềm vui. Nói đi em. Tôi đã bảo với anh rồi, chỉ có anh mới là thầy thuốc duy nhất giúp cho bệnh tình vợ anh chóng lành mà thôi. Ý, thằng Quang coi vậy mà sành tâm lý dữ à. Dạ thưa bác, cháu chỉ đoán mò, nhưng không về hôm nay
trường hợp này lại trúng phốc. Cháu ghé đây thăm bác và Dung, giờ có việc phải đi, xin chúc gia đình bác được luôn luôn hạnh phúc vui vẻ. Chào anh Dũng. Khi nào anh trở lại thăm chúng tôi? Hiện giờ tôi đang làm việc chí tỉnh, nếu có dịp công tác trên này tôi sẽ ghé thăm bác hai và vợ chồng anh. Cảm ơn anh đã có lòng nghĩ đến vợ chồng em. Để bác đưa cháu ra cổng nha. Dạ. À, Thu Dung à, anh đã tìm thấy chiếc nhẫn rồi. Đã tìm thấy? Ở đâu vậy anh? Hồng Kim tìm thấy trong hộp trang điểm của Hồng Đào á. Chiếc nhẫn đã được tìm thấy, có nghĩa là em đã được giải quan, có phải không anh? Phải. Qua rồi những tháng năm dài, buồn riêng em gánh, đau riêng chỉ mình em mang. Giờ đây mình có nhau trong đời, chia sẻ mặn nồng ta nói thương nhiều em ơi. Lời anh làm em thấy vui vui, thầm dãi gian đất trời thổ dục nỗi đau đời em. Trời đã thương chúng mình mới dành nắm em ngày nay. Dung ơi, vừa rồi đây em muốn chết đi, chỉ vì nghĩ rằng hồng nhan đã trưng là bạc phân. Mẹ chồng không thương em, chồng ghét bỏ, còn anh thì nghĩ quan lạnh nhạt duyên tình. Căn bệnh không hiểm nguy mà em nghe như sức kiệt hơi tàn, nhưng từ giây phút có anh bên cạnh như ở giữa mùa xuân. Cây cỏ trước sân nào có trổ nụ đơn quơ, mà em trông chung như đang que màu rực rỡ. Anh có hiểu gì sao lòng em hớn hở, ôi tình yêu sao kỳ diệu nhiệm. Khi cuộc đời buồn chán thì người ta chỉ muốn tìm cái chết, nhưng khi đời tràn đầy hạnh phúc thì người ta lại tha thiết muốn sống, muốn níu kéo cuộc đời. Dung ơi, anh hiểu và rất yêu em. Dung ơi, chỉ ngần ấy thôi là em mãn nguyện rồi. Dung ơi, người ta đã gì khổ, nhưng khi được yêu thì thấy hạnh phúc tuyệt vời. Tình yêu là thứ thần dược nhiệm màu, chính anh đã cứu em thoát khỏi tay thần chứ, thoát khỏi nỗi buồn trong trại của Dung ơi. Từ đây anh mãi là ngọn lửa ấp yêu, sưởi ấm trái tim em để không bao giờ giá lạnh. Vòng tay ái ân nồng nàn sâu đậm sẽ nâng niu hạnh phúc đời mình. Em là lá úa khô cằn, được anh dung quen cho xanh sắc màu thắm tươi. Từ lâu là cánh chim tôn trời, mưa gió dập dùi em tường chia lìa đôi nơi. Từ đâu giờ gió mưa qua nhanh, trời đã trong nắng hồng tỏa màu để cho đời vui. Nhìn thấy em mỉm cười thỏa lòng trái tim nhẹ rung. Cây đã tươi xanh cánh chim không...
lòng em mong sao ta giữ trọn câu thề. Đấng quá công đã thôi không còn thử thách số phận, nhan hồng có lẽ đã được buông tha. Mẹ không thương em vẫn còn lo sợ, em yên lòng mẹ đã hồi tâm. Hồi tâm thiệt không? Chị xui đến kìa. Trời ơi sao ta hồi hộp quá tụi bay ơi. Anh Dũng ơi, hả? Em sợ mẹ lắm. Anh hãy về đi, nếu không thì chắc cha con em chẳng được yên thân. Dũng ơi, Dũng, vợ con đâu rồi Dũng? Má ơi má, vợ con đây nè má. Dũng ơi, con mẹ đến với con đây con. Mẹ ơi, con lại mẹ hãy thương con. Đứng dậy đi con dâu ngoan của mẹ. Dung ơi, giờ đấy mẹ vô cùng xấu hổ. Con mới thật là nàng dâu mẹ chờ mẹ đợi. Vậy mà từ bấy lâu nay mẹ ngoảnh mặt cho đành. Cô muộn lắm không con, cây cầu con ơi, do có lung lay mới biết cùng bách cưng, lỡ có thở vàng mới biết được chất vàng cao. Qua những tháng năm dài lẫn đần lao đao, giờ đây con mới thật là dâu cưng của mẹ. Dung ơi, mẹ ôm con vào lòng cho thỏa dạ, ôm một nàng dâu đức hạnh ngoan hiền. Chị hai, chị hai ơi, em trót lỡ dại hỗn hào ngang ngược đã làm cho chị tức tưởi buồn đau. Nhìn chị đây em không biết nói sao, chỉ mong rằng chị thứ lỗi cho em. Hồng Đào em, em không có lỗi gì hết. Chị thương em lắm. Chị hai, mẹ ơi, phận làm dâu con đâu dám trách hờn mẹ. Được mẹ thương yêu là con mãn nguyện lắm rồi. Mẹ nghe vợ con nói gì không? Ôi lời nói sao mà dễ thương hết biết à. Anh này, nè, đã nói thương thì phải thương cho trọn kiếp. Chứ sau này bà đặt lén phén với cô nọ cô kia bỏ bê vợ nhà thì tôi từ cậu luôn đó, nghe chưa? Má, má đừng lo, có một người vợ tuyệt vời như chị Dung, chừng nào anh hai con mới dám lạng hoạng má. Dạ chào chị Xui. Chị Xui mới đến hả chị Xui? Dạ, mới đến chừng tiếng đồng hồ à anh Xui à. Dạ chị đến một tiếng thì tôi cũng một tiếng đứng núp ở trong buồng không dám bước ra. Ủa, sao vậy anh Xui? Làm gì mà anh núp ở trọng đó? Dạ núp ở trọng nhưng mà trong bụng tính hai chuyện. Thứ nhất, nếu mà chị Xui còn giận dỗi tỏ ra không thương con gái của tôi thì tôi trốn luôn ở trong đó để cho chị Xui tự do mà định đoạt. Còn nếu như chị Xui làm quà vui vẻ thì tôi giàu nghèo nha chị Xui, nhưng mà cũng nhất định đãi chị Xui một bữa cơm thanh đạm. Ba ơi, má con kể từ nay đã biết thương vợ con rồi. Vậy thì tụi bay còn chần chờ cái gì nữa mà không chịu chạy u xuống bếp dọn cơm canh lên đây để tao với bà chị để tao với chị Xui ngồi ăn chung cho nó vui. Rồi sau đó nhà ai nấy ở. Dạ, để con đi dọn. Ý, đâu có được, chị còn bệnh mà, chị để cho em. Chị Xui, mời chị Xui ngồi ạ. Dạ, dạ, mời anh Xui ạ. Dạ thưa ba, xong rồi ba ơi. Xong rồi thì các con cùng ngồi ăn cho nó vui nhà vui cửa. Dạ mời chị Xui. Dạ dạ mời anh Xui à. Ăn đi các con. Dạ. Ăn đi. Thank you.
bao con thân gái đục trong mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng chẳng thèm liều lo lấy thân, lỡ mai về bên khổ lòng nhà người ta xem chẳng gì gì đâu. Ba bên bốn hồ nhìn ra ngó vào, họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không đứng ngồi nói năng lừa lời. Họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không đứng ngồi nói năng lừa lời. Họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không đứng ngồi nói năng lừa lời.